Đây là chóa Fuchernail đã lắp bi Audium Square V3. Cái mẫu bi khá là sáng mạnh và đồng thời là cái kích thước cũng ngắn ở phía sau, cho nên là nó sẽ không có bị cấn cạ. Còn ở đây là cái hộp bát đã gia công nè, rất là chắc chắn và cân đối, nó sẽ không có bị lệch trái hoặc phải, đồng thời là có cái hộp chống nước luôn. Còn đây là bộ dây để mà lắp ráp lên xe mình câu sẵn này. Cái này xe này ở tỉnh thì cũng khá là đơn giản, là chỉ có hai dây là dây nguồn ắc quy, kéo dây ắc quy dây dài này đó. Còn cái này trên đầu đèn thì một cái jack sẽ cắm lấy dương sau khóa, và còn đây là cái jack cắm vào cái jack chu zin, cái này cũng là chu zin luôn, cho nên là cắm rất là chắc chắn, không có sợ bị rơ lắc gì hết nha. Chó này thì mình giữ xi zin cho nên là mình làm rất là cẩn thận, không có bị trầy xước hoặc là bị bụi. Rồi mình tắt đèn.